Kính thưa quý vị và các bạn, tôi tạo được một cái gói hướng dẫn chia thừa kế quyền sử dụng đất. Thì khi post lên trên cái Facebook thì tôi nhận được hai cái luồng ý kiến trái chiều. Luồng ý kiến thứ nhất là ủng hộ và cho rằng việc khởi kiện là cần thiết. Và luồng ý kiến thứ hai, có một em cũng trăn trở, em bảo với tôi rằng là giống như là chị đưa cho người ta những cái hướng tranh chấp để cho người ta đi khởi kiện ở tòa. Thưa quý vị và các bạn, điều này hoàn toàn không phải là như vậy. Tôi có một cái vụ kiện mà tôi cứ đắn đo mãi. Gia đình thì có tổng cộng là 5-6 người con gì đó. Tuy nhiên thì khi mà ba mất, mẹ còn sống, thì một người trong gia đình họ am hiểu về pháp luật và họ đã kêu mẹ ra và chuyển toàn bộ giấy tờ qua cho tên của họ, trong khi có cái chữ ký của các anh chị em, nhưng mà do các anh chị em cũng không am hiểu pháp luật và cứ nói là thôi cứ ký đi rồi sau này có gì tính sao, và đùng một cái thì người đó cũng mất. Thì các bạn biết rồi, cái điều mà người con của họ được hưởng hết toàn bộ gần như tài sản của ông bà để lại, đó là một cái điều mà trăn trở. Và tôi nghĩ rằng trong cái xã hội này không phải duy nhất một cái gia đình họ, mà có rất là nhiều người cũng vẫn trong trường hợp đó. Tôi nghe người bạn phản biện lại cái vấn đề về hướng dẫn khởi kiện chia thừa kế, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng là buồn, vì tôi cho rằng trong toàn bộ thông điệp của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi đưa ra những cái hướng dẫn, và đồng thời bên cạnh đó tôi cũng sẵn sàng từ chối những cái ca tư vấn không công bằng, vi phạm đạo đức, vi phạm cái sự chuẩn mực của xã hội. Tôi cũng sẵn sàng từ chối và đưa ra những nhận định. Và các bạn biết không, đây là một cái câu chuyện mà tôi cứ đắn đo mãi, không biết kể cho quý vị và các bạn hay không. Ông khách hàng của tôi, ông đến trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và sau khi biết rằng là khoảng cách từ nhà ông đến văn phòng tôi không xa, thì ông đã đến văn phòng. Thì tôi ngồi tư vấn cho ông ròng rã gần như một tiếng đồng hồ. Tôi bảo rằng là tôi cho rằng là chú nên dừng lại, vì trong cái vụ việc này, cái người đối lập quyền và nghĩa vụ của chú đó, họ đã làm đúng, và mình cũng không nên đi tiếp, vì trong trường hợp đi tiếp mình chỉ mất thời gian, công sức và tiền bạc. Thì trong khi mà tôi vừa mới quay lại để mà lấy một ly nước, thì ông ôm nguyên bộ hồ sơ ông về luôn, và ông không nói một tiếng nào. Thật ra điều đó làm cho tôi cảm thấy mình bị hụt hẫng. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn biết rằng trong cuộc đời hành nghề thì có những cách ứng xử nó hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên thì qua một cái câu chuyện của một cái ứng xử như vậy, thì tôi hiểu rằng là tôi sẽ chắt lọc được những cái giá trị cho đi. Còn những cái giá trị nào mà không đáng được nhận thì tôi sẽ sẵn sàng say no. Tôi cứ lao mình vào trong một cái cuộc tư vấn. Các bạn biết không, gần như một năm nay rồi tôi tư vấn và tôi nghe điện thoại bất cứ lúc nào.
nghe điện thoại từ sáng cho tới khi đi ngủ thôi luôn. Nhưng sự việc đổi lại thì những người tư vấn, tôi hiểu rằng họ có tâm lý nôn nóng và họ vẫn có những cái nhu cầu được tư vấn. Nhưng tôi nghĩ rằng là họ không có điểm dừng và họ chỉ biết hiểu tới quyền lợi của họ mà thôi. Tôi cũng đã thử trong một cái thời gian mà con tôi bệnh ở bệnh viện trong thời hạn là 1 tuần. Tôi cũng vẫn nghe điện thoại khi mà tôi lựa một cái chỗ vắng và tôi bảo rằng thôi thì tôi tư vấn đến đây là dừng vì hiện tại tôi ở trong bệnh viện và những người này họ vẫn cứ muốn. Và tôi nghĩ rằng cuộc đời mình nó lại xong có một cái sự cho đi thì và tôi nghĩ rằng rất có những người rất là lịch sự, thôi luật sư chăm con khỏe đi rồi lại tiếp tục cái câu chuyện tư vấn. Luật sư ơi, kính chúc cho luật sư nhiều sức khỏe để song hành cùng với bà con cô bác. Tuy nhiên thì sau 1 năm tôi rút ra được một điều, tôi vẫn giữ cái lửa của một cái trái tim cho đi. Nếu quý vị và các bạn là những người thực sự khó khăn, những người thực sự cần đến cái sự tư vấn của luật sư và cái khung giờ miễn phí của tôi vẫn là từ 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày, trong giờ hành chính từ thứ hai cho tới thứ bảy. Nếu quý vị và các bạn không gọi được vì có thể lý do cái ngày hôm đó tôi đi phiên tòa hoặc tôi mặc dù là không có phiên tòa nhưng tôi có lý do đột xuất thì các bạn sẽ gọi cho tôi vào cái khung giờ sau ngày khác. Còn nếu như trong trường hợp quý vị có một cái nhu cầu cần thiết thì tôi cũng sẽ để lại cái số điện thoại để có một cái tư vấn. Vì cái thói quen kỳ quá, khi mà tư vấn thì chỉ biết tới cái quyền lợi của mình thôi. Tôi cũng có một vài vị khách hàng cứ canh vào cả 8 giờ tới 9 giờ và tư vấn 3 lần 4 lần như vậy thì tôi không đồng ý và tôi sẵn sàng nói với họ rằng là chị ơi, cái khung giờ này và đây là việc tư vấn thì tôi cũng chỉ tư vấn đúng 3 lần chứ mình không thể tư vấn dài hơn được. Tại vì nếu như trong trường hợp tư vấn như vậy thì sẽ mất đi cái quyền, cái cơ hội của những người khó khăn hơn các bạn ạ. Tôi còn nhớ có một chị cho vay tiền các bạn ạ, cho vay tiền và cho vay rất là nhiều sổ thì khi mà chị không có đòi lại được, không có đòi lại được số nợ thì chị tư vấn cho tôi lần đầu tiên và sau đó thì chị tư vấn lần thứ hai và tư vấn lần thứ ba. Thì tôi sau khi hết lần thứ ba thì tôi trả lời với chị rằng là chị ạ, tôi cho rằng là mình cũng biết đầu tư kinh doanh trong có việc mà cho vay mà lấy lãi thì tại sao mình không có những cái gọi vào cái khung giờ khác, hoặc là mình đến thẳng đến văn phòng luật sư để mình chấp nhận. Tại vì cái việc mà mình hỏi cái kiến thức luật sư là có thật để mình đi kinh doanh chứ không phải là mình không có điều kiện trả phí tư vấn cho luật sư. Và tôi chấp nhận một chị nào đó giận trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tuy nhiên là tôi không thể nào tư vấn cứ dành hết cái khung giờ cho mọi người. Thưa quý vị và các bạn, hơn 1 năm qua đã có những cái thăng trầm, những cái vui, thậm chí cũng có những rất là bực khi có những cái cuộc gọi điện thoại giữa chừng bị cắt ngang với lý do rằng là cái việc mà luật sư tư vấn không 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 đạt đến cái quyền lợi của họ và họ cắt ngang. Có những
người họ gọi điện thoại một tí xíu thì họ lại không gọi nữa, thì sau đó họ nhắn tin lại là họ bảo là hết tiền. Cũng có những cuộc gọi điện thoại là luật sư ơi, luật sư cứ cho tôi số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển cho luật sư. Tuy nhiên rằng là cũng không thấy tâm hơi hết. Cho nên thì để có những cái đúng về bản chất, tôi vẫn dành cái khung thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ cho quý đảng đọc trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Đó là một cái sự cho đi, không tính toán. Tuy nhiên tôi ở phía dưới đường link, tôi vẫn để cái khung giờ với số điện thoại có phí, là để cho quý vị và các bạn nếu trong trường hợp mình có những cái điều kiện hoặc có những cái nhu cầu bức bách hơn thì chúng ta hãy gọi điện thoại cho luật sư để được tư vấn, được hỗ trợ cần thiết. Và một lần nữa, đây là những cái gọi là 101 câu chuyện của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta gửi đến quý vị và các bạn. Rất mong quý vị và các bạn đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, vui có, buồn có, những cái thăng trầm mà tôi cố gắng vẫn giữ một cái trái tim nhiệt huyết đối với từng câu hỏi của quý vị và các bạn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.